Xin chào tất cả các bạn. Thì bữa giờ cũng có nhiều bạn nói chị ơi, làm clip ăn dâu đi chị. Thì bữa nay cũng mua hộp dâu về ăn. Rồi với cái bên cạnh đó là mình cũng có mua cái gì đó, bánh kem. Tự nhiên cái thấy người ta bán hộp bánh kem nhìn ngon quá, béo quá. Mua bánh kem về ăn để giảm cân. Thấy không? Yes baby. Hi. Hello. What's How up? are you? Good, how are you? I'm doing good. You're a beautiful, pretty little princess. Thank you. You're welcome. Where's the baby? Oh, she's over there hanging Tóc out with tai me. bù xù. Ngoài anh. Để coi, 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 coi. Where's my princess? Where's my little princess? Nè, coi chay này nha. Hi, little princess. Hi. Are you my little princess? Are you my little princess? Trời ơi, coi cái mặt em kìa. Cái mặt em đỏ trồi nhẹp em rê chưa. Cái mặt đỏ bét à. Ở ngoài trời lạnh đó con hả? Ở ngoài trời lạnh nó mặt nó đỏ bét phải không? Trời ơi, coi cái mặt đó quét kìa. Hi. Trời đất ơi, nay bỏ ngón chân vô nút rồi kìa. Baby, she put it in her mouth. Her foot? Yeah. Rồi kìa, bỏ lên nút đi. Bỏ lên nút đi. Đó, bỏ lên nút đi. Bỏ lên nút đi. Hi chị ơi. Trời đất ơi, con dẻo dai ghê chưa. Trời đất ơi, con nó dẻo dai ghê chưa. Ừ, nó dẻo dai quá chứ, dẻo dai luôn á. Đi không, đi ra ăn dâu không? Đi ra ăn dâu ăn bánh kem không? Hả, ra ăn dâu ăn bánh kem không? Chay chay cùi cui nè, chay chay cùi cui. Chay chay đây. Nhìn vô. Ai vậy kìa, nè nhìn đây, ai ai cả ai vậy à, không có giật của tôi nha, không có giật đây nè, quay qua đây, con quay qua đây, quay qua đây, quay qua đây. Đà chơi chay, chơi chay đi ra ăn ăn dâu nha, ăn dâu với ăn bánh kem nha, ăn dâu ăn bánh kem nha. À, đây nè, giờ sẽ cắt cái bánh kem này ra trước. Rồi bị dính đến này rồi. Wow. Trời ơi, mặt em tôi giống thầy quá rồi kìa. Ồ, cái này là có một miếng kiến đậy lại rồi, giờ sao mình cắt này ra được bà hai? Thì tháo đó, nó có Ồ, vô tháo ra, tháo ra. tay. Wow. Cho nó đừng có Yeah. Wow. Trời ơi, nó ngồi nó nhìn kìa. Ơi, nhìn kìa, nhìn cui ăn kìa, cưng quá đi mà. I'm just gonna eat it. Để cắt ra nha. Trên đây có vài miếng sô cô la nữa nè. Wow. Cắt ra. Đây nè, coi hai cha con đó nè. Quá rồi, quá dữ rồi. Trời ơi, cái bánh nó mềm lắm bà hai ơi. Chắc kem bánh luôn ăn ô là đó. Thử rồi, trời đất ơi, cái bánh này thôi sao xong với con chết con rồi, chết con rồi, nhìn lần thấy chết con rồi. Oh my goodness, this is crazy. Crazy. Thôi bà hai ơi, cái này chết con rồi bà hai ơi. Quá đã hả? Ừ, ăn thử miếng đi. Thôi 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 bà đừng ấy. Quá đã. Trời ơi. Mà nếu mà như vậy bà cũng quá đã là bà cũng thích ăn kem nhiều. Trời ơi, mà nó béo. Béo. Thôi. Okay, ready? Here you go. Here you go. Thôi ăn rồi con. Đó, coi nè, trời màu chọc mặt nè. Đó, giờ là trời màu chọc mặt nè. Trời đất ơi. Oh my god. Béo, không có ngọt lắm. Mà cái bánh kem thì rất là xốp mà mềm. Oh. So good. You want some? Con ăn miếng không? Hả? Chơi 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 ăn miếng không? Chơi chơi có ăn miếng nào không?
Thôi nhìn thấy không? Thèm lắm. Ăn vô miếng này chua chua đã ngán à. Ăn vô chua chua đã ngán. Wow. Nô, không có chanh bà hai. Sô-cô-la với lại vani gì đó, với lại nó làm một tí cà phê, thơm mùi cà phê. Cái bánh này là mình mua 13 đồng, là 260 ngàn vì tiền Việt Nam. Wow. Có ăn miếng không? Mốt biết ăn rồi ăn nha. Mốt ăn biết ăn rồi ăn ngay, chứ giờ ăn ra bụng mát. Giờ ăn ra bụng mát. Dâu nè các bạn. Oh, God bless you. God bless you. Bà hai chút nữa bà hai mới ăn. Bà hai nấu, để bà hai nấu nước trà. Uống nước trà, vừa ăn vừa uống nước trà mới ngon. Cái bánh này nhìn nó đặc sắc. Đó. Quá ngon, cái bánh này quá ngon. Cho nó ăn thử miếng đậu bay à. Thôi đi ha. Thôi đi con. Để. Thôi để cắt miếng nhỏ nhỏ nó ăn rồi, nhỏ nhỏ nữa thôi. Úp đó. Để cho mọi người coi cái đó, thấy không? Trời ơi, trời ơi. Thấy không? Thế nó kéo không? Nó kéo. Nó nhìn đồ ăn không mà bà hai? Nó nhìn đồ ăn không mà. Kìa con nhìn cô chú kìa, con nhìn cô chú con cười kìa, cười kìa. Cười kìa, đây nè, đây nè. Đó tránh kìa. Đây nè, đây nè. Chị chay. Đây nè, đây, đây, đây. Không luôn, nó nhìn đồ ăn, nó nhìn đồ ăn, nó dưới tâm nó nhìn đồ ăn chứ nó không luôn. Em mình ơi. Cho con miếng bánh nhỏ nhỏ hả? Nè nè, cho con miếng nhỏ nhỏ nè. Oh my god. Nha. Vậy đó chứ đưa đồ ăn của nó vô là nó không ăn đâu. Vậy nó đưa đồ ăn cho nó vô là nó không ăn. Ngon không? Chùi. Bây giờ là ăn là có người dành ăn rồi đó nha. Bây giờ ăn ăn là có người dành ăn chung rồi đó. Chứ không phải giỡn đâu, là phải hao hụt đồ ăn của tôi đó. Chứ không phải giỡn đâu đó nha. Ăn này bắt dành ăn của tôi là tôi hao hụt đồ ăn đó. Phải không? Thôi từ từ đi con, vài tháng nữa đi. Vài tháng nữa biết ăn ăn đã đời luôn hả? Vài tháng nữa biết ăn ăn đã đời luôn.
Ăn đây ngọt ngọt, xốp xốp béo béo. Ăn qua cái dâu á, chua chua. Cái làm đỡ ngán. Đó. À, ai chấm cái ta? Ai thấy chấm người ra? Nhảy cái con cắt dâu nhảy lên trên. Dạ. Thôi, kệ để mình sắn sắn bên cái hai bên. Bánh này không nhận rẻ thì chứ nguyên cái bự chà bá luôn, quá trời rẻ. Mấy cái bánh ngọt rồi bên đây rẻ lắm các bạn ơi. À, có một bạn hỏi mình à, hồi tại sao có nhiều người quay cái hộp dâu tây ở bên Mỹ rất là rẻ mà có đôi khi em thấy chị quay một hộp dâu tây rất là mắc, là tại vì ở đây có hai dạng, một dạng là dâu tây thường, một dạng dâu tây gọi là dâu tây organic. Mà organic có nghĩa là cái đồ mà người ta trồng mà người ta không có bỏ nhiều cái chất hóa học, nhiều cái phân đồ xịt thuốc xịt đồ đó, tự nhiên đó. Là thí dụ như một cái hộp dâu bình thường á là khoảng 3.99 đồng một đồng, là chưa có sale, sale xuống rồi thì sẽ rất là rẻ, là 3.99 đồng là cỡ 80.000 một hộp. Nhưng mà cái đó là hộp dâu bình thường á, còn hộp dâu mà organic là không có xịt thuốc, không có đồ đó, là tự nhiên đó, là cái hộp đó 10 đồng một hộp, là có nghĩa là 200.000 một hộp đó, chứ không phải là dâu nào nó cũng giống nhau. Ở bên đây đồ ăn có hai dạng đồ ăn các bạn, một dạng đồ ăn đó người ta để rất là rõ ràng nha, đồ ăn bên này là để rất là rõ ràng là có cái gì trong đó, bao nhiêu lượng đường, bao nhiêu lượng cái gì, lượng ngọt, lượng béo cho nó, người ta để hết rồi, sản xuất ở đâu, có bỏ cái gì vô, không có bỏ gì gì vô là người ta có bỏ hết. Là và bên đây là và đồ ăn á, là thịt cũng vậy, thịt á, là một là loại thịt thường, hai là thịt là organic, thịt gà organic. Thí dụ một con gà mình đau thấy một con gà bình thường 2 đồng con, 2 đồng mấy con, nhưng mà con gà organic là tới 10 đồng, 15 đồng một con, là khoảng 300.000 con, hoặc là nếu mà con thường đó là 40-50 ngàn đó, là có làm hai sự lựa chọn cho mình thích mua cái loại nào mình mua. Rồi có loại nào nó ghi nó không có chích chất hóc môn đó, rồi đó rồi bây giờ mình hai con kế bên nhau, mình thích, còn mình có tiền thì mình nên mua loại mình muốn mua loại tốt tốt cho sức khỏe mình đang, thì mình mua cái con loại 300.000 con. Còn mình không có quan tâm gì cái vấn đề đó thì mình mua cái con loại 40-50 ngàn con mình ăn, đúng bài đó. Nó ở Mỹ này nó có phân chia ra hết tất cả mọi cho mình ha, chứ không phải là treo đầu dê bán thịt chó, để cái này mà bán cái kia không, cái nào là có cái giá tiền của nó, nên nó thường gọi là you pay what you get, có nghĩa là mình trả với cái số tiền nào thì cái chất lượng đồ nó sẽ ở cái số tiền đó. Trả năm đồng á, 5 đô 100.000 á thì mua con gà này, trả 15.000 thì mua được con gà kia, không có chích cái chất này chất kia, không có cho ăn cỏ tự nhiên hay là ăn đồ gì đó vậy đó. Nên mình muốn trả lời thắc mắc các bạn là tại sao có cái hộp dâu mà mình mua là 10 đồng mà tại vì có hộp dâu mình mua 2 đồng 2 đồng 3 đồng rồi vậy đó. Nho cũng vậy, táo cũng vậy, cái gì nó cũng có hai loại đó. Gì vậy? Hồi đó cũng có một cái video ngồi ăn bánh kem tiramisu với lại quả Việt Quất với lại ăn dâu, lúc đó chị còn nhỏ xíu vậy nè, đâu có ngồi vậy được đâu, giờ là ăn cái video clip này giờ chay ngồi được rồi đó. Ừ, mở ngon, đứng lên nhìn vô đồ ăn không? Nhìn vô cái đồ ăn ấm mà dọn vỗ tay nè nghe nè, vỗ tay bà cho ăn bánh không, vỗ tay bà ơi không có chịu nhìn vô trâu chọc đồ ăn không à. Ừ,
ham ăn quá à. Cái con gái này mà ham ăn bá trời ham ăn luôn á. Con gái của tôi, con gái của tôi đâu, con yêu của tôi đâu, con yêu của tôi đâu gái. À, ăn ha, ăn hết đây ha, ăn hết đây chứ con ngồi con nhìn hoài tội nghiệp con quá. Thế là dâu nè. con ơi bây giờ đang hết cái bánh nè, đang hết cái bánh cho mấy cô chú coi nè, bẩn vạm luôn á. Để con quay cái bài. Rồi, ăn miếng này hết nha, ăn miếng này hết nha. Ok. Thèm dữ lắm, trời nó thèm chảy nước miếng luôn á. Nó thèm mà nó chảy nước miếng luôn nè, bây giờ đưa chai sữa cho con bú là không bú nè. Rồi, xong. Rồi, xong. Cho em ăn hết nha. Nó đâu ăn, cho ăn đâu á. Nó vẫn giỡn thôi chứ cho ăn, mất công là bụng. Đồng nghiệp em á, đồng nghiệp em vui quá à, đồng nghiệp em vui vui quá à. Hát chi chay chi chay chay ơi chi chay hát chi chay hát chi chay ơi hai vừa vui ơi vừa vui. Hay là con nhìn sao con nhìn xuống đồ ăn không mà mệt con quá. Hay là con vỗ tay cho cô chú coi, chịu vỗ tay ngoan coi, vỗ tay ngoan coi, vỗ tay, vỗ tay bà cho ăn bánh. Không vỗ tay bà. Đó, giờ không có chịu vỗ tay. Không mệt quá. Thấy có ăn mà. Ngáp hả? Ngáp hả? Ngủ không? Ngủ không? Ăn xong rồi cho con vô ngủ nha. Đó. Chút làm xong lại ăn rồi bà. Bà làm xong rồi bà ngồi. Rồi thì cũng có, bữa nay cũng có mua cái bánh kem với lại mua vài miếng dâu về ăn, tại vì có như mà mấy bạn đó là về mua dâu tay về ăn đi chị đó, với lại có một chút chia sẻ về cái vụ mà đồ ăn tại sao có hai loại tính tiền khác nhau đó cho tất cả mọi người cùng biết đó, chứ không phải là đồ nào cũng cũng là một chung một giá tiền đâu các bạn. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip này của hai mẹ con chay, vừa ăn bánh kem vừa ăn dâu vừa trò chuyện với tất cả mọi người. Thì chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Con chào tạm biệt cô chú đi. Chào tạm biệt cô chú đi. Chào biệt cô chú. Chào biệt cô chú. Ê. Tạm biệt cô chú. Ừ, nó tạm biệt dâu không mà nó là đó đó nó kìa. Rồi, lấy đi, lấy cho lấy trái dâu đi. Lấy đi, cầm đi. Rồi làm gì? Cứ cầm làm gì? Rồi đó, cầm được rồi đó, giờ làm gì? Bỏ vô miệng ăn. Trời đất ơi, trời ơi. Có hổ con cui bá đi hả? Chú nó thèm đồ ăn bá đi hả? Rồi lấy bỏ miệng lại cho cô chú coi, con chay ngoan coi. Lấy bỏ miệng. Đây nè. Đây nè, con lấy đi, con lấy bỏ miệng đi. Lấy. Lấy đi. Nè, lấy bỏ miệng. Đấy, cầm mấy, cầm mấy. Nó dọc đó, ăn phá đó. Đây nè, cầm bỏ miệng đi. Cầm bỏ miệng cho cô chú coi, chơi bỏ miệng đi. Ui. Chua quá. Rồi, chào tạm biệt.